được dùng bài nhạc để gửi những người yêu cũ rằng là nếu bây giờ em đang yêu vui cùng người yêu mới, anh còn một em có những thứ không thể từng lại được từ nay anh cần để em nhận việc để em cứu tình em nó sẽ dễ nhanh. Chúc em có thật nhiều buổi sáng trên giường ngủ, chúc em luôn chọn được cho mình một lối đi khác trên đường cũ, chúc em có một gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho em và những đứa con có đôi mắt quý và một người vui như em. Thật lòng đó anh cảm thấy tự hào về em, nhìn em xem sự thành công biết bao người thêm, em đã thoát khỏi những con quỷ anh vô tình sang sớm giúp anh biết em không hề chết và em cũng nói lên tình nguyện mà em bước. Chúc em vui, chúc em có thật nhiều may mắn, chúc cho tất cả những vấn vả sẽ đến tới em như là cái thẳng. Và anh biết những lời này đến tới anh là sự ngạc nhiên, nhưng có người đó hạnh phúc là khi ta đón hạnh phúc với nhận được tiền. Xin được dùng bài nhạc để gửi những người yêu cũ rằng là nếu em vẫn chưa thể ngắm bất người yêu mới, anh còn mong em sẽ trả thù những điều ngược đãi mà anh đã làm. Anh có một người tự nghĩ về em mà làm những điều mà anh đã dám, anh biết là anh đã hứa còn để em nước mắt nhẹ nhàng, có lẽ tính dụng duy nhất anh có là khi nó nằm trong tay anh hàng. Anh ước một người nào đó khiến con tim em hân hoan và họ sẽ mang được đến cho em những điều mà em muốn xứng đáng. Còn em khác cầm đem bữa thương này thêm mãi sau, anh xin lấy ra những câu nói khi cãi nhau. Em cần biết khi đau lòng thì anh ấy buông là em cần buông cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng mà đó là bảo đấy, luôn lầm lỡ và lấy lý do là không hoàn hảo đấy. Còn tưởng nói là với trả thù luôn phải đào hai mồi chôn, có lẽ vì thế gần đây anh có cảm giác mình không chỗ chôn. Nếu ta quay về như lúc xưa ngày còn bên nhau thì sao đường này.